Ô, mình cứ tưởng nó là cái pump, cái đầu bấm cơ. Mở ra một cái nó làm kiểu dạng que như thế này. Ủa ôi. Đúng là mình vẫn yêu cushion hơn. Trời ơi, nhìn thấy nó kiểu sang mới. Hello, chào mừng các bạn trở lại trên đời nhỏ của Channel Home Wish. Hôm nay lại là một video mà tiếp tục trong cái việc mà chúng ta ở nhà tránh dịch, quay ra ở nhà. Và dạo này mình bị buồn quá thế. Và mình đã order rất nhiều đồ. Và mình sẽ unbox rất nhiều đồ trong một cái video khác. Trước đây thì có một cái video là shopping chỉ một brand duy nhất. Thì mọi người có vẻ như là recommend cái video rất là nhiều. Mọi người bảo làm cái brand tiếp theo đi. Thì hôm nay mình không có đi ra ngoài shopping nữa, mà mình ở nhà tránh dịch, nên là mình đã mua một bịch đồ của một brand Hàn Quốc. Và tất cả những cái đồ này đều chỉ là một hãng thôi. Mọi người nghe nhá. Ồ, rất là nhiều luôn. Đây là hãng Tinchu của Hàn Quốc, là một hãng mỹ phẩm chuyên về dòng make up. Và các bạn nhìn thấy là ông hường phấn. Trời ơi, nhìn đẹp kinh khủng luôn. Đấy, một đống này, đủ luôn cả make up. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng make up và xem là cái sản phẩm ngày hôm nay, tất cả những cái sản phẩm này của hãng Tinchu, có cái nào là mình thất vọng và cái nào mình thích nhất. Tôi cũng chưa có sử dụng Tinchu trước đây, cho nên là bây giờ tôi sẽ để xem nó có làm mình thất vọng khi mà mình đã mua lỡ mua một đống. Tại vì ở nhà buồn quá mọi người ơi. Cái này là powder pack, là phấn phủ của Tinchu này. Thật sự nó đốn tim kinh khủng đấy không? Trời, nó đúng cái màu mà gọi là gì, Gold Rose mà mình thích. Mình mua máy tính, điện thoại, các thứ đều Gold Rose, nó trông thích rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Ở đây thì có một chai cleansing oil, là chai tẩy trang bằng dầu, rất là xinh. À, bằng đào, xinh quá này, xinh ngất xỉu quá. Tiếp đến là dĩ nhiên là mình sẽ không thể bỏ lỡ được cushion này. Em này là Vital 7 Matte 4 Cover Cushion. Ở đây thì lại có kèm một lõi nữa. Và cái hộp thì nó cũng rất là đốn tim. Gold Rose rất là đẹp. Cushion rồi thì ở đây còn có một chai này là tone up cream. Mình rất thích tone up cream. Đây, chai này thì không màu hồng nhưng cái nắp của nó gold rose rất là đẹp ở dưới màu trắng. Tone up cream rồi này, ở đây có một chai BB cream. Lâu lắm mọi người mới nghe thấy cái gọi là BB cream đúng không? Đây, rất là đẹp. Cái này với cái tone up cream thì nó nhìn hơi kiểu style giống nhau. Son. Son mọi người ơi, son rất là đẹp. Tôi để dành những cuối video này để swatch hết cho mọi người xem. Còn lát nữa khi mà đánh son lên môi, tôi mới cho mọi người xem cái vỏ. Vì cái vỏ nó đẹp lắm luôn. Chờ nhá. Và có một cái dòng này rất là lạ mà mình ít khi mua, đấy là dòng lip gloss. Tại vì mình thấy nó xinh lắm. Đây, nó đúng cái kiểu gọi là trông giống như mình chơi đồ hàng trên búp bê ngày xưa. Xinh kiểu trông không giống son này, mình mua thử như nào, lát mình xem. Còn có một cái lip palm là son dưỡng, kiu lắm, bự nữa, màu cam, nhưng mà ở trong nó lại màu hồng. Mà trông mình có mua những cái như là chì kẻ mày và mascara. Chì kẻ mày mắt thì cái này là màu đen. Ước gì những cái này nó là màu sắc màu hồng kiểu ghê, có phải xinh không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng make up. Nghe cái tiếng này phê đúng không? Bí kíp của cái việc make up kiểu xinh và nhìn kiểu trắng đấy là dùng tone up cream. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Tinchu Vital 7 tone up cream. Ô, mình cứ tưởng nó là cái pump, cái đầu bấm cơ. Mở ra một cái nó làm kiểu dạng que như thế này. Lạ ha. Tại bình thường mình không có, chưa bao giờ dùng cái dạng này. Mùi rất là ok ấy, mùi nhẹ. Bình thường ấy, nếu mà kiểu như là chỉ chạy lên chạy xuống đi ra ngoài một chút xíu á, mình cũng hay lười trang điểm cực. Mà gấp quá thì mình chỉ xài mỗi tone up cream thôi, tại vì cho nó ra nó đều màu, nó trắng trẻo xinh gái hơn, cho đỡ nó đỡ bẩn bẩn ấy. Mình nhìn trong gương nhá, là mình sẽ thấy cái đầu mũi của mình nó đã bóng lên, hay cái mặt mình, da mặt nó căng mà nhìn nó rất là tự nhiên, cảm giác kiểu xinh gái. Chị mừng đấy, tone up cream này chị mừng lắm đấy. Hôm nay thì môi mình hơi bị khô, tại vì không biết là do gan nóng hay như nào, nên bây giờ trong cái lúc make up thì để lát nữa đánh son cho đẹp, mình sẽ xài cái son dưỡng này lên. Hơi bong bóng. Kể cả khi mà các bạn sử dụng son màu, son bình thường, son mate lên xong là đánh một lớp son dưỡng bên ngoài, nó có thể thay cho một cái lớp son bóng ở bên ngoài. Ok, tiếp đến thì mình sẽ đánh bên mặt bên này là BB cream đi, mặt bên này sẽ là cushion.
Đây, lâu lắm mới xài BB cream luôn. Cái này là dòng Tinchu by Miss Violet Vita Serum Cover BB cream, có độ chống nắng là SPF 30 BA++. Cái mùi không có mùi, thích ghê, mùi nhẹ lắm. Và cái màu này nó tệp đúng vào cái màu da của mình luôn. Mọi người so sánh nhá, bên này là bên mình vừa đánh này, bên này mình chưa đánh. Nó làm da mặt mình mịn hơn đúng không? Cái độ che phủ của nó. Ở đây thì mình có hộp cushion của nó là hộp màu 13 là Light Peach. Thì cái này là tại sao tất cả những cái dòng này đều tên là Vita 7? Là tại vì nó có thành phần là 7 thành phần vitamin liền nên là nó sẽ dưỡng cho da. Sau lúc mà mình đọc mình thấy hay ho nên mình kiểu ê, đồ make up mà có đồ dưỡng thì kiểu hay phết, để xem là nó lên mặt như thế nào. Trời ơi, cái tin chill này. Trời ơi, cái này kêu không mọi người? Cái này kêu dã man, có trái tim. Ôi. Đúng là mình vẫn yêu cushion hơn. Cái tông này thì là cái tông nó trắng. Nó trắng hơn cái BB cream. Mình sẽ thử xài cái cushion này ở cái phần mà có mấy cái vết. Không hiểu sao mọc mụn lại mọc ở cái này với cái gì gì này luôn á. À, mọi người thấy không? Cái độ che phủ của nó tốt hơn hẳn BB cream này. Đấy, thì mình thấy rằng là cái bên này nó mịn không phải là vì nó trắng hơn đâu. Tại vì nếu bình thường thì mọi người thường thường là nếu mà đánh cái màu mà nó tệp vào da mình hơn, ví dụ nó tối hơn thì nhìn sẽ ít khuyết điểm hơn, lộ ra hơn so với da trắng. Đó là lý do tại sao mà những bạn nào mà da cực kỳ trắng nhìn mặt nó rất dễ lộ khuyết điểm. Với cả những người mà kiểu da trắng họ hay thường có tàn nhang và khuyết điểm nhìn rất là rõ. Còn những bạn nào mà da tối màu hơn nhìn khuyết điểm nó ít hơn ấy. Thì cái này nó trắng hơn nhưng mà nhìn nó mịn hơn bên này. Thì chứng tỏ là cái cushion này, cái độ che phủ nó còn tốt hơn cả BB cream. Trời ơi, ok lắm. Bởi vì cái cushion này quá thích nên tôi sẽ đánh cả mặt. Các bạn sẽ thấy là bên này có một lớp tone up này, một lớp BB cream này, và một lớp, bây giờ mình sẽ đánh thêm một lớp cushion. Nhưng mà cái cảm giác chênh lệch mặt nó vẫn rất là kiểu nhẹ mặt ấy. Nó không bị gọi là nặng mặt. Đánh một phút xuống phần cổ. Cái này nó chỉ số chống nắng ấn tận là SPF 50 cộng BA luôn, còn cái này có 30 thôi. Tức là cái chỉ số chống nắng nó càng cao thì cái thời gian mà nó có thể chống nắng ở trên da mình nó sẽ lâu hơn một chút. Và nó căng căng và nhìn nó tự nhiên và nó cảm giác là thoáng và cái mùi của nó rất là dịu nhẹ. Nó không có một cái, nói chung là đam mê cushion vẫn là không sai. Đam mê cushion. Để đến phần lông mày thì em này là Tinchu Auto Eyebrow Pencil. Ở đây là mình có màu 61 là Dark Brown. Đây là một cái chì mà mình thấy cái đầu chì, cái chất chì nó rất là mềm. Đấy, ok. Ok, ok, lông mày ok, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần mắt. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng có một cái này rất hay ho. Đấy là cái dòng Matte 14 Lip Gloss này. Thì mình sẽ kết hợp cái này với son để mà làm mắt với cả má. Cái màu này là màu số 2 là Pink. Còn cái màu này là màu số 3 Yellow. Trời ơi, nhìn thấy nó kiểu summer here. Tôi sẽ thử cả tay cho mọi người xem nhá. Ui, cái màu vàng này đúng kiểu vàng chanh căng căng này. Cái chất trời ơi, thề nó thơm như kẹo luôn ý. Nếu mà bây giờ không phải là do tự tay mình mà đánh lên trên tay mình thì mình không nghĩ là đây là son này. Cái tay mình tưởng là kẹo cơ. Mình tưởng thề luôn, cái mùi nó là cái mùi kẹo chứ không phải là son mọi người ạ. Đây này, khi mà lên nhá, lên mắt mình sẽ thấy màu không? Đó, cái màu cam mà lên mắt này sao nó lại hồng hồng nhở? Cái màu này màu vàng rõ ràng. Mình đang kỳ vọng vào nó lên màu vàng. Đây này, rút kinh nghiệm. Ui, biết ngay là nó lên cái màu đậm, đậm hơn cái màu bên kia. Ui, mình rút kinh nghiệm là mình đã đánh ít mà cuối cùng nó ra nhiều này. Mình quẹt có một cái à. Thì hai cái này thì thật ra thì mình thấy nên mua một cái màu này được rồi. Hoặc là nên mua một cái thôi. Tại vì cái này mình cứ ngỡ là nó sẽ ra một cái vàng vàng, nhưng mà nó lại ra một hồng hồng. Cái này thì lại hồng đậm hơn nên là mà nghĩ cái này đánh môi sẽ đẹp hơn. Đây là dòng Matte 14 Color Stick. Đẹp lắm luôn á. Lần đầu tiên thấy một cái son mà khắc nổi luôn nhá. Khắc nổi chữ Tinchu này. Đấy, xong rồi nó là một cái màu đồng. Một cái màu đồng mà xong cái nắp son nhá này. Đó, nó là nó có cái gì nam châm, trời ơi thích. Và đây là cái màu dòng son, trời
cái thỏi son quá đẹp. Cái màu mà mình nhìn cái vỏ bên ngoài tối nhất đấy là màu 05, tên là Watermelon Pink. Watermelon Pink. Ủa thế chẳng hóa là quả dưa hấu màu hồng hả? Đây, hai cái màu này thì một màu là màu màu số 6 và một màu là màu số 5. Để đánh thử lên tay nhá. Ôi cái chất son quẹt một đường này, quẹt một đường luôn. Nó mỏng ghê. Đâu đúng màu số 6 là cái kiểu đỏ nó hơi hồng hồng, còn cái màu này là kiểu đỏ hơi đất. Rồi, bích màu này. Đánh một ít ở bầu mắt. Mình bảo là tính là mình đánh cho nó đậm và nhạt cho một tí, nhưng mình thấy bây giờ nó lại chuyển sang kiểu cam cam nâu nâu là nhìn màu này thì đẹp nhưng mà nhìn nó vẫn sáng quá, mình đang muốn nó tối. Kẻ mắt và mascara cũng của Chinchou. Kẻ mắt tên là Tattoo Black Eyeliner, còn cái mascara này là Special Plus Volume Mascara, tức là kiểu volume là cái dòng mà làm dày hẳn lên. Còn cái này Tattoo thì nếu mà đặt tên là Tattoo thì thường những cái dòng nó sẽ là cái dòng mà nó không trôi không ta? Có waterproof không? À waterproof này biết ngay mà, quick drying là khô nhanh, waterproof là chống nước. Bây giờ tôi sẽ xài mascara. Trước hết thì mình kẹp mí một cái. Dù là cái mí mắt nó, cái lông mì nó không được dài nhưng mà vẫn nên kẹp lên để nó cong một chút. Xong bây giờ đến phần chốt mascara. Một chiếc mascara mũm mĩm. Lại phải khen nữa cho dòng son Matte 14 này. Thiết kế đẹp lắm ý, màu vàng đồng mà cầm rất là chắc tay. Xong bây giờ họ làm đồ cứ bị đẹp ý nhở. Tức ghê là mình cứ phải thích, xong rồi cứ phải mua, bắt mắt. Mùi son nếu mà ngửi kỹ thì sẽ đúng kiểu hoa hồng luôn, lại thêm một like. Son nước trên môi nhẹ nhàng, các bạn thấy mình đánh lên tay đấy, mỏng mỏng nhẹ nhẹ mà kiểu đánh một phát ăn luôn vào môi, cảm giác không bị nặng môi. Trong 5 cái màu ngày hôm nay thì mình thấy chắc chắn là cái màu số 5 sẽ là cái màu mà nhiều người thích nhất rồi, cũng giống như là mình, tại vì nó là cái tông đỏ đất mà kiểu hơi cháy cháy một tí đang thời thượng. Xong đến cái màu số 6 nữa lại vẫn rất đẹp. Còn màu số 8 thực sự là đánh lên nó tươi phơi phới luôn đấy mọi người. Nó tươi kinh khủng, rất là kiểu giống quả dưa hấu. Nói chung là đây là cái bộ son thỏi gần đây mà mình thấy thiết kế đẹp ơi là đẹp. Hey, cầm cái thỏi son mà sướng tay, đặc biệt là cái 5 năm châm đấy. Nên là nếu bạn nào dùng rồi thì nhớ comment phía dưới cho mình biết nữa với nhá. Mọi người đừng quên nhấn like và subscribe channel mình nhau buổi tới để không bỏ lỡ một video nào, cũng như kế thông fanpage và Instagram. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video hy vọng nó sẽ được đi chơi nhiều hơn. Bye bye.